Rồi bây giờ có em bé rồi á thì Hiếu có biết chăm cho em bé không? Dạ, ảnh là số 1 luôn á chị. Nói chung một tay em làm hết. Hay quá ha. Nhưng mà ví dụ như Hiếu đi làm thì vợ ở nhà chăm được mà cần gì phải nhờ ai? Có nghĩa là vợ em vụng về lắm chị ơi. Vậy hả? Dạ. Cái gì cũng dành làm. Nhưng mà về tới nhà rồi chả gì ra đâu hết. À, không gì ra gì. Dạ. Giống như dành làm việc nhà, dành lau nhà, quét nhà, giặt đồ. Nhưng mà làm cái này quên cái kia. Hoặc là đang làm thì đi nói chuyện, đi giỡn cái này, giỡn cái kia. Em thì lại không thích như vậy. Làm xong đi rồi mình nghỉ ngơi khác. À. Tại vì ở nhà là bình thường là có mình em với con ở nhà thôi. Thật sự ra mà nói là em không có thể nào có rất là nhiều tay để vừa làm cái này vừa làm cái kia. Thì em cứ nói thôi mình làm cho con mình xong trước đi, rồi mấy cái kia thì mình làm sau. Còn chồng em thì muốn là em phải làm xong xuôi cái đó về, anh không có thấy. Mà nhiều khi một ngày mình chăm con một mình xong rồi mệt quá, nhiều khi buổi trưa em ngủ quên. Có khi em ngủ quên em không ăn cơm luôn, tới chiều em mệt. Không phải là lười mà là chỉ có một mình thôi. Thì mình không có thể nào mà quán xuyến hết tất cả mọi thứ được. Nhiều khi mới vừa dỗ ngủ được chút chừng nửa tiếng là chị kia chỉ dậy mất tiêu. Con gái à? Dạ, chị dậy mất. Mình chẳng làm được gì hết. Tại bám mẹ, cứ khóc cứ đòi mẹ bế. Nên là nhiều khi cũng nói cho chồng hiểu lắm á. Mà tính của chồng em á ngang lắm. Em nói thì chồng em không nghe, người ngoài nói thì chồng em nghe. Vậy thì hai vợ chồng có hay cãi nhau về chuyện chăm sóc con? Dạ thường xuyên luôn, cãi nhau từ lớn đến bé luôn. Thường nhất là về cái gì? Dạ thường á là về cách vệ sinh cho con. Thì em nói là buổi tối là không có nên tắm, mình chỉ lau sơ người sạch sẽ cho con thôi. Thì ảnh thì anh là không đồng ý. Ảnh thì ảnh muốn là phải tắm rửa sạch sẽ. Nhưng mà trẻ con mà mới có 8 tháng mấy thì tốt nhất là không nên tắm đêm. Em bé nó còn nhỏ. Thì em giải thích cho ảnh, anh không có hiểu. Trẻ con mà nó đâu có thể nào mà ngồi im cho mình đút bột nó. Nó cứ quay qua quay lại thì người bột sẽ rất là nhiều. Thì em lau sơ lại sạch sẽ rồi em để cho con em bớt no xong thì em sẽ đi lau người. Thì ảnh thì ảnh không chịu. Ảnh nói là hả em lau bột không có sạch sẽ, dính lên đầu lên tóc con này nọ. Rồi hả lau người không có sạch. Không phải, vợ em đã lau rồi nhưng mà con vẫn dơ, vợ em mới khó chịu. Còn cái vụ tắm là giờ em biết rồi nên em không có nói. Vợ em là thường xuyên đút con của em ăn bột là nó dính đầy ngựa chứ hả? Dạ, dính từ trên đầu xuống. Ủa vậy thì em đút bột cho con em ăn thì chắc có lẽ nó sạch sẽ hơn. Em đút ảnh chơi dơ, anh đút còn dơ hơn em nữa mà anh cũng không có chịu. Không, trong cái cách mà kể về cái chuyện mà chăm sóc con á. Dạ, trong đôi mắt của chồng em có những cái gì đó nó rất là bức xúc. Em có thể kể ra một vài chi tiết để cho thấy rằng vợ em trong cái việc chăm sóc con nó vụng về. Chị nói nè, tâm sự đi. Tại vì đây là người bố đang chăm đứa con cũng cỡ tuổi con em đó. Dạ. Đó, rồi anh chỉ kinh nghiệm cho. Đi làm nguyên ngày về mệt rồi. Nhưng mà về tới nhà thì nhà cửa bừa bộn, chưa có lau nhà, quét nhà này nọ. Rồi mấy cái thau đồ, tắm của con cũng quăng lung tung. Rồi nhiều lúc em cũng bực, em dành làm thì không chịu, cứ kêu là thôi anh chăm con thì để em làm cho, nhưng mà làm không có được. Dạ tại vì á là thấy chồng đi làm về mệt rồi á, mình cũng không có muốn là để cho chồng làm, thì em muốn là anh giữ con để cho em làm. Cái tính của anh rất là khó chịu, tại vì em bị cẩn á, em quét nhà nhiều khi á có chút xíu bụi hay cọng tóc em không nhìn thấy. Anh quét lại, anh nói em quét cái nhà kiểu gì mà hả anh quét lại cả đống luôn nè. Nhiều khi em cũng bực. Ảnh nói chuyện cứ cọc lắc vậy mà làm em khó chịu lắm. Vậy mỗi lần cãi nhau vậy có bao giờ ảnh xưng mày tao với em không? Dạ có, ảnh xưng mày tao với em là thường xuyên luôn. Thí dụ cái câu chửi lộn nào mà em cảm thấy bức xúc. Con em á khóc dữ dội quá mà em thì muốn mặc cho cái tả cho nó xong, thì ảnh la em nói bế con lên đi, mày không làm được để tao làm cho. Em cảm thấy bức xúc. Mình thì mình muốn chăm con, mình mặc đồ này nọ xong xuôi hết đã thì mình dỗ cũng được, đâu có ảnh hưởng gì quá nhiều đâu. Mà ảnh thì hả ảnh cứ nghe con khóc rồi dạ, xót đúng anh không? Ảnh xót nhưng em cũng xót nữa, em phải kiềm chế cái bản thân em lại để em làm. Mà ảnh không có hiểu, ảnh cứ hối rồi ảnh chửi em. Ảnh xưng mày tao, anh kêu mày không làm được thì để tao làm cho. Thì có một lúc em coi trên một cái chuyện hài thì nó kêu là vợ chồng á nhiều khi á xưng mày tao nó cũng vui. Em mới hát anh ơi mình thử mình đó. Kêu vợ chồng xưng mày tao thử coi. Nhưng mà em chỉ là nói lúc đó giỡn, em chỉ nói là chỉ theo thử thôi. Từ lúc đó trở đi là anh cứ quen miệng, anh cứ mày tao suốt mày tao suốt mày tao suốt. Ai biểu trời ơi đi coi. Không cái chuyện nào vậy, vợ chồng đậu à, vợ chồng đậu kêu mày tao không à. Nhưng mà hả em chỉ nói là chỉ kêu giỡn thôi nha, chỉ kêu bây giờ thôi, về sau thì không được gọi. Nhưng mà ảnh cứ ê mày lại nói chuyện em làm gì, anh cũng ê mày rồi cãi nhau, ảnh cũng mày tao với em luôn. Rồi ảnh dùng dằn làm ghê lắm kìa. Rồi có mét phụ huynh không? Dạ có chứ, em mét mẹ hoài luôn á. Rồi mẹ nó là sao?
mẹ chửi ảnh, nhưng mà mẹ không có la anh trước mặt em, nhưng mà mẹ gặp riêng ảnh á, lúc mà ảnh đi làm về ghé chỗ mẹ em bán hàng á, thì mẹ chồng á phải không? Dạ. Thì mẹ nói là không được xưng hô vậy với công ty. Ảnh cũng dạ thưa nè, xong rồi ảnh nhắn tin ảnh xin lỗi em. Cái em mới hỏi mẹ mới chửi anh nên anh mới xin lỗi em đúng không? Cái đúng rồi, mẹ chửi anh quá trời luôn. Anh biết lỗi rồi, anh xin lỗi rồi, xong tối về anh lại kêu mày tao tiếp. Trời đất. Rồi mẹ chồng em có chỉ cho em một cái cách nào đó để trừng phạt anh không? Dạ có. Cách mẹ nào? Nói là hả, nói mà nói mày tao á, mày tắt cái mặt nó cho đúng. Tôi tắt cái mặt nó cho tôi. Rồi sao, em có tắt cái mặt anh không? Dạ không, lúc mới đầu á thì em không có dám tát. Thì em chỉ hù ảnh thôi. Nhưng mà có một lần á, có mẹ đó thì em chỉ tát vui nhẹ vô mặt thôi. Thì lúc đó là đang có một cái ly cốc với nước mắm á, cái ảnh húp nguyên một cái ly nước mắm vô người em kêu tao cho mày đi tắm lại nè. Ôi đó, ôi. Lúc đó hả, em giận sôi máu luôn. Nhưng mà anh giỡn hay là anh làm thiệt? Cái này anh chị phải hỏi ảnh á chứ em hiểu. Không biết thiệt hay là giỡn? Dạ hay vừa giỡn vừa thiệt, tại tại lúc đó cũng bực quá rồi mà không có gì gành hết. Vô tình vừa ăn cái ly cốc xong lấy tạp luôn, mà đâu có dính nhiều đâu, vậy dính lên tường hết rồi. Xào dính, nó dính tóc, ít dính vô tóc mà. Có bao giờ em bị vợ em luôn có những hành động tương tự vậy với em không? Thì nói chung hai vợ chồng làm hoài. Hồi lúc em đang ngồi máy tính của bà, chỉ tự nhiên chỉ lấy nguyên chai nước lạnh chỉ ngồi chỉ đổ hết vô người em luôn. Thì trên đầu xuống thấy quần luôn. Tại vì ảnh lì lắm, ảnh mê game. Lúc đó em có bầu, em kêu là anh ơi chở em đi chơi đi, ở nhà hoài chán quá. Cái ảnh mới kêu chứ đi đâu giờ này, thôi đi ngủ đi. Cái ảnh mới ngồi chơi game tiếp. Em bực mình quá, em bực mình chịu không được luôn. Em đang uống nước, em lấy nước em đổ từ từ cho nó chảy từ trên xuống dưới quần của ảnh. Mỗi lần game cãi nhau như vậy thì có phân, có bất phân thắng bại không? Có ai thắng ai thua không? Dạ thường á là ảnh thắng mà. Tại vì á ảnh nói khỏe lắm, em nói không lại. Đúng rồi, nói ngồi lên canxi não thì vậy ra thiếu canxi não nữa. Dạ có, nhiều lúc cãi nhau á tụt canxi hoài luôn. Mà mỗi lần vậy ảnh sợ mà ảnh không có chừa. Ảnh làm sợ nữa. Sợ không chừa. Dạ, ảnh không biết sợ chị ơi. Nhưng mà tới bây giờ vẫn còn mày tao. Dạ con. Nếu một ngày nào đó con em nó kêu bằng mày. Em chẳng biết là ảnh có nghĩ là con ảnh sẽ kêu ảnh bằng mày nếu mà ảnh còn kêu bằng mày tao nữa hay không thôi. Thôi, mình là người đàn ông văn minh, đúng chưa? Em là người đàn ông văn minh, là về nhà tất cả mọi việc em đều lo quán xuyến, em một tay em làm hết. Nhưng mà cái cách mà em xưng hô với vợ gì vẫn là chưa văn minh. Thôi hãy là một người văn minh hoàn hảo, đó là đừng kêu bằng mày tao nữa, có đồng ý không? Dạ. Bây giờ có dám đứng lên hứa không? Đứng lên hứa à? Ừ. Hứa với chị. Đúng không quý vị? Đúng không? Em hãy là người đàn ông văn minh, một người chồng văn minh và một người cha văn minh. Bây giờ vậy nè, hai đứa cùng đứng lên. Em hứa xong rồi là hai đứa nói luôn cái mong muốn thay đổi ở nhau đi. Em muốn chồng em thay đổi cái gì, rồi em muốn vợ em thay đổi cái gì. Nắm tay luôn nhau và nói. Rồi hứa luôn. Đó, vậy đó. Lên làm chứng nè, đó. Chồng hứa từ giờ tới đây sẽ không xưng mày tao nữa. Rồi nhưng mà vợ cũng phải bớt hậu đầu này nọ trong công việc đó. Đó, chồng có nóng lên thì cũng nhịn một chút đi để khỏi có cãi lộn lớn đó. Quá hay. Rồi giờ vợ nè, vợ mong chồng thay đổi gì nè? Em không có mong anh thay đổi gì nhiều hết á, em chỉ mong á là anh nhường em chút mấy lúc cãi nhau á. Vậy sao? Tại vì á mỗi lần em với anh cãi nhau anh dữ lắm, em cãi không có lại. Nên là anh nhường em chút xíu đi cũng đâu có sao đâu. Nếu mà anh nhường em á thì em sẽ chủ động em xin lỗi anh. Rồi chồng mong muốn bớt đoạn đó thì nhắm coi là có bớt đoạn được không? Dạ thì em sẽ cố gắng hoàn thiện cái công việc nhà của mình để không có bị chồng chê nữa. Thấy vợ nói vậy đứt ruột đứt gan không? 21 tuổi nè, 23 tuổi nè. Quá trẻ. Tuổi này là tuổi còn phải đi chơi nè, còn phải trải nghiệm nè, còn phải thu thập rất nhiều những cái kinh nghiệm sống. Nhưng mà bây giờ á, lỡ rồi, đã là vợ chồng của nhau rồi, là cha mẹ của một đứa con 8 tháng mấy rồi. Thì bây giờ á, cái sự nỗ lực á, phải gấp đôi, gấp ba những người bình thường khác. Người ta có cả gần 4-5 năm để người ta trải nghiệm, người ta thu thập kinh nghiệm để làm cha, làm mẹ, làm chồng, làm vợ. Mình đây mình bị nuốt giai đoạn đó rồi. Thành ra bây giờ bản thân mình phải cố gắng. Hai đứa tự tìm hiểu cái cách mà để làm công việc nhà cho nó gọn gàng á.
là mình có thể học được. Học ai đâu, học cha mẹ. Nếu không có cơ hội mình học ở trên mạng á, được hết. Sắp xếp bằng cái đầu trước. Ví dụ sáng mở mắt ra mình sẽ tính mình làm cái gì, trong lúc cái việc này dày mình tranh thủ làm cái kia. Nhưng mà con á, mà nó ngủ là mẹ phải tranh thủ ngủ liền. Việc gì không cần biết, em cứ tranh thủ em ngủ cho chị biết. Tại sao? Để em có sức khỏe. Đúng rồi. Khi con nó thức thì lúc đó mình sẽ làm những công việc kia. Lúc đó hai mẹ con cùng đồng điệu với nhau về cái đồng hồ sinh học. Chứ không cứ trái giờ nhau là em sẽ chết vì em không còn sức. Hiểu không? Và khi nó không có sức khỏe thì cái đầu óc không có minh mẫn để mà có thể nghĩ được bất cứ một cái việc gì hết. Nhớ nghe, đó là kinh nghiệm ha. Còn ông bố chịu khó lên mạng search những cái làm thế nào để đảm bảo sức khỏe cho con tốt nhất, từ dinh dưỡng cho tới cách chăm sóc. Đó thì bây giờ hai vợ chồng phải hết sức hỗ trợ nhau. Chứ không là tụi em sẽ cãi nhau thâm điên như vậy, rồi sinh ra rồi mày tao, rồi nổi cơn điên lên, rồi đánh lộn nhau, rồi y xèo, rồi tội nghiệp đứa nhỏ. Đúng không? Okay. Chung tay nghe ha. Rồi chúc hai đứa hạnh phúc.